bất ngờ khi ghé thăm nhà chị Xuyến, phát hiện chị Xuyến vừa mới đi chợ bò ốc mua rất nhiều đồ, nào là mì gói và cháo dinh dưỡng, nào là trái cây và bông hoa. Chị Xuyến nói mua trái cây và bông hoa về cúng trả lễ cho Phật sau khi Hữu và Nga được bác sĩ ở Cần Thơ điều trị được ổn. Thì để hiểu rõ câu chuyện của buổi chiều ngày hôm nay như thế nào, Thanh Liêm kính mời cả nhà hãy cùng Thanh Liêm theo dõi video tiếp theo của buổi chiều này sẽ gõ nha. Kính mời cả nhà. Ôi trời, đi hết cái chợ bỏ luôn rồi. Quá chèn quá bét rồi. Mì gấu đỏ 2 thùng. Cái cây ơi quá kìa. Trời ơi, lặng người khó mua lặng nhiều lần rồi ơi. Ngủ quả gì chưa? Mua trái cây chi chị Xuyên? Mua cúng Phật á. Mua thấy tụi nó hết bệnh rồi, mừng hả? Dạ, mừng á. Rồi cúng trả lễ ha. Dạ, trả lễ. Trời ơi. Có mì ai cho hay vậy? Mua. Mua hả? Ê, 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 ê. Trời ơi, tới công chuyện luôn. Trời ơi. Xe mới mua chưa lấy biển số á. Mừng rồi. Mừng quá anh ơi. Đi chợ mua mì cho mấy đứa ăn nè. Lần khó mua luôn. Mấy thùng mì? Hả? 2 thùng luôn hả? Thùng mì với thùng cho bệnh cho người. Mì đi cho bệnh. Mua bông luôn ha. Rồi mua trái cây cúng nè. Rồi đem trái cây vô cho mẹ đi con. Dư. Nè đem cho mấy đứa ăn luôn. Quá chèn quá đét kìa. Đi hết mua hết cái chợ bò ốc nữa chứ đâu. Cúng 4 chỗ hả chị Xuyên? Cúng 5 gì hết. Mua hết nhiêu tiền trái cây rồi? 236 hết em ngàn, còn 235. Thằng này 200 mấy luôn. Như cái cây đó 236 bao bóp em nè. Chịu quá ha. Đúng thôi chị Xuyên. Đúng em. Đúng đã hả? Ờ, tả lễ cho con nó bệnh, nó hết bệnh mà ăn mừng á. Ăn mừng con hết bệnh rồi. Sức khỏe nó hiện tại giờ tốt chứ không phải là hết bệnh, nghe không? Dạ. Chưa, đang điều trị. Nhưng mà cũng mình tốt. Nó cũng thoát qua cái thở ấp đó rồi. Ừ. Hãy subscribe.
Ừ. Vô áo nó đi. Thôi. Ừ. Vậy. Dấu con tết luôn ha. Dạ. Con nó được vậy em cũng tay qua nạn thở rồi, từ từ bác sĩ điều trị. Tại nó không cẩn thận. Ăn uống gì người ta kỹ nữa cũng chết. Cho con cái này nha. Mấy bông cúc. Dạ. Bông cúc còn bông gì cúc Đà Lạt. Cúc hồng sôi rồi ha. Phải không? Nó cúc hồng sôi đó. Còn cúc trên này là cúc Đà Lạt nè. Dạ. Còn này bông sôi nè. Sôi là bông sôi mà. Dạ. Chứ mà như vậy. Dạ. Bông sôi không vậy. Dạ. Mẹ thấy rồi. Dạ. Thấy, thấy, thấy. Như như. Ủa chị ở đâu rồi? Phải đi ra ngoài gì vậy? Đây nè. Trời ơi. Nó kêu bạn đồ đẹp kìa. Rồi. Từ từ đi mẹ bạn. Bạn xong rồi bạn đừng muốn. Em làm gì ngộ lắm nha, em thích bông hoa ngộ vậy đó. Đó giờ cúng bông cho mẹ cúng. Để cho mẹ thôi. Biết bao nhiêu ngày kéo không, mấy con cắt cái bắt đầu kéo này nữa. Mua nãy mua mà nấu đỏ mình quên, thấy không hảo. Mình mua vậy mình đổi lại được không ta? Được. Xuống đổi lại ha. Hồi nãy em lấy lọ mắt con đừng khui ra.
Đậu nguyên mới được à? Đậu nguyên đậu này nó đỏ. Đậu hết đó. Mấy đứa nó làm luôn vô hồi bên trước làm sao chưa? Bự vậy, bình bự vậy. Chỗ Phật thì cũng nhiều xíu đi. Mình chừa cho hủ. Bà có chừa bình nào cho hủ không? À. Có luôn à. Ai biểu nó mà không biết nghe lời chi ha. Đi mày hả? Nó nghe lời, nó nói gì nghe lời em đi. Đi mày chị Chiến tặng cho bình à. Chút không? Ừ. Rồi em nghe nè. Rồi, sao để mà chút. Còn cái bình kìa. Này kêu bản gì mà xiết? Hả? Bản Thiên. Thiên hả? Có thổ công hả? À, thiên là trời, địa là đất. Mà có thiên, có địa mới có người. Trời sao không được mà cúc. Cái đó không cúc trong địa. Rồi để này đi tối ra đốt ngang cái đầu sữa này. Giờ đó. Kể luôn đi. Cúng luôn. Mà nấu cúng đi nha. Rồi. Mà ở cúng vô. Ừ. Đó thêm lần nữa. Xong rồi xả xuống đó luôn à. Có thì dọn nó luôn. Đấy. Đưa nó luôn. Rồi. Xá tứ bề luôn.
Hãy
luôn. Nó hết bệnh giờ nó hết rồi chị tạ lễ chị cũng trả ơn trời Phật vậy chứ cây với con hoa vậy đó em. Chị gái cũng trời Phật lên hết sức rồi. Độ con gái chị giờ nó cũng khỏe lắm, tưởng đâu chuyển viện lên trên khó chứ giờ đâu có chuyển. Ngủ giờ nó cũng khỏe, bác sĩ xuất viện mà ngủ rồi. Giờ thấy cũng khỏe rồi, chị cảm ơn bác sĩ sau đó mọi người vừa qua đó hỗ trợ giúp con bé Nga đó. Dạ em cũng gửi lời cảm ơn bác sĩ trong bệnh viện Mà Dưới Cần Thơ ha. Bệnh viện Mà Dưới Cần Thơ Gia Liễu đó. Gia Liễu bệnh viện Cần Thơ đó đã bác sĩ y tá hộ lý đã thương yêu bảo bọc Nga Hữu là con của em. Là Hữu là con rể, còn Nga là con gái của em mà đang mang bầu là cháu của em. Bác sĩ đã tận tâm tận lực đã cứu tôi giúp. Bây giờ con của em nó đã qua được cái cảnh thập tử nhất sanh rồi, thì em cũng nhớ ơn bác sĩ đời đời kiếp kiếp em không bao giờ quên. Em gửi lời cảm ơn bác sĩ nhiều. À em có tiền xuống gửi tạ lễ cho bác sĩ. Mình tạ lễ bác sĩ cho chịu hay chịu nữa. Trái cây được rồi. Cái lòng thành của chị người ta biết mà, em cũng tạ lễ cảm ơn bác sĩ nhiều. Nhờ bác sĩ đã tận tâm cứu giúp cho con gái của em, bây giờ nó cũng được cái cảnh là nó cũng nhẹ nhàng rồi, nó cũng hết bệnh rồi. Thì em cũng rất là cảm ơn bác sĩ, tạ ơn bác sĩ rồi là tiếp tiếp. Cảm ơn người giúp con gái chị hỗ trợ chị. Em cũng chị đó tin vậy. Vừa qua cảm ơn anh chị em trên mạng đó, trên trong nước ngoài nước đó, khán giả Mạnh Thường Quân trên cộng đồng mạng đó đã yêu thương giúp đỡ cho Nga Hữu đã thời gian qua, ở bọc mẹ con của em thời gian qua trong cuộc sống khó khăn bệnh đau, trong cảnh nghèo khổ túng thiếu. Thì giờ mẹ con em cũng qua được cái hồi chuông con em nó qua rồi, nhật tử nhất sanh rồi, thì em cũng cảm ơn. Em cảm ơn, em đội ơn tất cả mọi người trong nước, ngoài nước đã yêu thương bảo bọc cho gia đình con gái của em. Dạ. Em chúc anh em trong nước, ngoài nước, khán giả, cộng đồng mạng sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tiền vàng như ca cứ. Dạ, dạ, phù hộ trời mặt, phù hộ che chở cho mọi gia đình của chúng sanh trên tất cả, trong nước, ngoài nước, được hạnh phúc.